Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nữ bệnh nhân tố bị nhân viên chụp x quang sờ soạn. Gia hạn điều tra vụ tai nạn giao thông làm thai phụ ở Đắk Lắk tử vong. Mâu thuẫn trong lúc chuyển đi, nữ sinh bị chủ phòng trọ xông và đánh. Tuyên án nữ hiệu trưởng lấy tiền học bổng chi sai mục đích. Bị giữ xe vì chở 4, nữ sinh lớp 8 lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo Lao động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh chụp X quang bệnh viện Việt Đức bị tố có hành vi sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi. Mới đây cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo xác minh làm rõ. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể nếu có vi phạm. Đồng thời báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc bệnh viện đã triển khai tiêu chí A42. Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư trong Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam bản 2.0, ban hành kèm theo quyết định số 6858, quy đề BIT, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong các năm qua. Báo cáo cần nêu rõ việc giả soát thực hiện tiểu mục 15. Người bệnh khi tiến hành siêu âm sản phụ khoa, thăm khám bộ phận sinh dục, được cung cấp khăn để che chắn cơ thể hoặc áo choàng, váy choàng được thiết kế riêng, bảo đảm kín đáo cho người bệnh. Công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng, có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ. Trước đó như lao động đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền đoàn clip ghi lại cảnh một gia đình nữ bệnh nhân 16 tuổi có mặt tại bệnh viện Việt Đức yêu cầu làm rõ vụ việc được cho là nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh chụp x quang có hành vi sàm sỡ con gái mình. Cụ thể theo thông tin chia sẻ, nữ bệnh nhân 16 tuổi trước đó vào ngày 9 tháng 9 bị tai nạn giao thông được chuyển đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Người nhà cho rằng trong lúc chụp x quang vào khoảng 1 giờ 30 phút, nhân viên chẩn đoán hình ảnh đã có hành vi chạm vào vùng kín của nữ bệnh nhân. Đoàn clip khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Người nhà nữ bệnh nhân 16 tuổi bày tỏ mong muốn bệnh viện sớm làm sáng tỏ thông tin trên. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo bệnh viện Việt Đức cho biết đã đề nghị công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất về vụ việc. Tại Đắk Lắk, trong buổi họp báo định kỳ tháng 8 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tiến độ xử lý vụ tai nạn giao thông giữa mô tô phân khối lớn và xe máy khiến một thiếu niên và một thai phụ tử vong tại đại lộ Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuật, xảy ra vào tháng 7 vừa qua. Theo đại diện công an tỉnh Đắk Lắk, em Phạm Nguyên C, sinh năm 2007, là người điều khiển mô tô phân khối lớn gây tai nạn khiến một thai phụ và em C tử vong. Qua xác minh, MC chưa đủ tuổi để cấp bằng lái xe, không có bằng lái mô tô theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, cha mẹ em C khai nhận khi họ rời khỏi nhà đi làm thì em tự lấy xe đi và gây tai nạn. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải xác minh, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuật vừa quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng, đại diện công an tỉnh Đắk Lắc cho hay. Như lao động đã thông tin, vào chiều mùng 2 tháng 7, nam thiếu niên Phạm Nguyên C điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến đoạn qua phường Tự An, xe của C đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Hát, 25 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột, đang mang thai 5 tháng điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến chị Hát tử vong tại chỗ, C bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. Được biết, vợ chồng chị Hát và anh Nguyễn Phú Lợi sinh năm 1995 đang ở nhà thuê tại khối 9, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hai người làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định. Tai nạn giao thông là những tình huống bất ngờ xảy ra trong khi các phương tiện lưu thông. Vì vậy khuyến cáo người dân cần chú ý quan sát khi lưu thông, nâng cao ý thức tham gia chấp hành đúng luật an toàn giao thông để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lợi dụng sự khan hiếm phòng trọ đầu năm, nhiều chủ trọ đã đồng loạt tăng giá cho thuê chỗ ở trước tình trạng khan hiếm, nhiều sinh viên đã bị chèn ép phải thuê phòng với giá cao ngất ngường, thậm chí còn xuất hiện tình trạng sinh viên bị đánh khi đôi co với chủ nhà về giá dịch vụ. Hiện nay, nhiều chủ trọ, người kinh doanh dù không sở hữu các căn phòng có tiện ích như những bài quảng cáo đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhưng vẫn cho thuê với mức giá ngất ngường. Đây là một trong số các bài viết bóc phốt phòng trọ nổi bật ở khu vực Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, được đăng tải trên hội nhóm cho thuê phòng. Liên hệ với bạn hát, chủ bài viết phóng viên được hát cung cấp thông tin về căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, có giá cho thuê lên tới 3,1 triệu đồng một phòng, kèm theo một loạt các bất cập. Lớp đầu tiên đã đèn, đã đèn. Lớp thứ hai, ôi <laughs> Sau khi em vào em mới phát hiện rằng nó có nhiều vấn đề. Công tơ điện của em bị đấu với những cái điện ngoài hành lang. Thì lúc em phản ánh về điện thì bà bảo là nếu mà không câu vào công tơ của nhà em thì nhà em sẽ mất 4 nghìn rưỡi một số một hai ngày đầu thì nước rất là rất là bình thường vẫn có thể sử dụng nhưng mà bắt đầu và ngày hôm sau là nó nó có cặn bọn em mới lấy một cái bông tẩy trang bọn em bịt vào thì nó sẽ xuất hiện cái tình trạng là cặn đen sau một loạt các rắc rối xảy ra bạn hát quyết định chuyển đi dù đã kịp thời tìm được người để nhượng phòng nhưng bạn hát vẫn bị bà T chủ nhà gây khó dễ trong hợp đồng đã thống nhất là nếu như chuyển đi thì nhượng phòng trong vòng 2 ngày thì bà chỉ cho em thời gian là từ chiều nay đến chiều mai bà cũng sẽ đồng thời thuê môi giới khi mà em tìm được bạn đến cọc rồi thì bà ấy yêu cầu người kia phải đưa cọc cho bà ấy cọc của bọn em thì bà ấy không trả bà lấy lý do là vì bà đã tốn tiền thuê môi giới nên là bọn em phải chịu cái phí đấy khi đi thì em với bà có chảy xảy ra một chút xô xát thì bà ấy sẵn sàng bắt lao vào bà ấy đánh em luôn thị trường phòng trọ cho thuê tại hà nội chủ yếu được giới thiệu theo hình thức đăng tải thông tin trên các hội nhóm môi giới bên cạnh sự bất cập khi dọn vào ở nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng đăng bài trao hàng trong các hội nhóm cho thuê phòng trọ với giá rẻ để đánh vào nhu cầu khát phòng của nhiều sinh viên, chiếm đoạt tiền đặt cọc. Tìm được một căn phòng mình thấy cũng khá là ưng ý thì bạn siêu này đã bảo với mình là phòng đang có khá nhiều người muốn qua xem thì nên đặt cọc cho mình để bạn ấy giữ phòng. Khi mình chuyển khoản thì đã bị bạn siêu này block và không thể liên lạc được. Các bạn như là tân sinh viên hoặc là một số bạn đang muốn tìm phòng trọ hiện tại, chúng ta nên đến trực tiếp để tránh hậu quả bị lừa. Khi quyết định thuê phòng, sinh viên cần lưu ý về môi giới, nội dung hợp đồng thuê trọ, tiền đặt cọc, cần kiểm tra kỹ đồ đạc, dịch vụ điện nước trong phòng cho thuê để tránh trường hợp bị lừa mất trắng tiền cọc và bị tăng giá phòng không theo hợp đồng. Thưa quý vị, 3 năm 6 tháng tù giam là bản án dành cho nữ hiệu trưởng lấy tiền học bổng chi sai mục đích liên quan đến vụ việc, tòa nhân dân tỉnh Bắc Cạn mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo gồm Hoàng Thị Thẩm sinh năm 1972, Đồng Thị Nhấm sinh năm 1987, Hoàng Thu lệ sinh năm 1984. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2021, Hoàng Thị Thầm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Ngân Sơn, chỉ đạo đồng thị nhấm, thủ quỹ và Hoàng Thu Lệ kế toán, sử dụng tiền học bổng là tiền cắt cơm của học sinh để chi vào các hoạt động khác. Tổng số tiền chi không đúng mục đích gây ảnh hưởng quyền lợi học sinh là hơn 283 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thầm 3 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung 15 triệu đồng. Bị cáo nhấm và lệ mỗi người 18 tháng tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng đây cũng là bản án thích đáng dành cho Hoàng Thị Thầm, đồng thời là bài học gian đe dành cho những kẻ có ý định biến của công thành của tư, gây thất thoát tài sản của cá nhân tổ chức. Thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên có những hành vi vi phạm pháp luật đang có những diễn biến phức tạp và đáng báo động. Cụ thể như vụ việc nữ sinh lớp 8 xúc phạm cảnh sát giao thông sau khi bị bắt về hành vi không đủ mũ bảo hiểm. Thông tin từ công an huyện Mèo Vạc, đơn vị vừa xử lý một nữ sinh lớp 8 về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó, GMA cùng ba người bạn bị tạm giữ xe vì lỗi chở bốn, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe gắn máy khi dưới 14 tuổi. Bực tức vì bị giữ xe, A về nhà đăng tải video trên mạng xã hội TikTok với nội dung xúc phạm cảnh sát giao thông. Tại công an, A đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ video đã đăng. Sau sự việc, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với nhà trường, gia đình để tăng cường giáo dục học sinh. Thưa quý vị, sau trận lũ ống kinh hoàng ở xã Liên Minh, thị xã Sapa vừa qua, những người nuôi cá tầm và cá hồi dọc ba con suối nậm pá nậm than nậm cang chết lặng khi chứng kiến cảnh tan hoang chỉ còn đất đá chạy cá tiền tỷ trôi theo dòng lũ bà con nông dân chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt ông tần san quể bàng hoàng kể lại từ xưa tới giờ chưa có trận lũ ống nào kinh hoàng như thế này cả ba suối cùng lúc sập xuống khiến hồ nuôi cá từ lớn đến cá bé cứ thế trôi theo dòng lũ cũng như hàng chục hộ dân khác ở nậm cang một gia đình ông quể đã dành tiền bạc công sức để xây được trại cá nước lạnh Thế nhưng chỉ sau một trận lũ quét họ đã trắng tay. Trong khi đó ông Phan Phú Chặt với gương mặt dầu dĩ, thẫn thờ nhìn những bao cá tầm, có con nặng đến 7-8kg đang chết ươn. Ông Chặt buồn bã nói, chỉ riêng cá hồi mất hơn một vạn con, cá tầm cũng khoảng 6 7 nghìn con, thế là hết. Gần như 60 trại cá, hơn 610 bể nuôi của người dân xã Liên Minh bị lũ cuốn trôi cá chết la liệt. Chỉ còn lại chút ít dấu vết của những ô bể, lấp đầy bùn đất và đá cuội. Một vài căn nhà ven suối trời trọi giữa bốn bể nước chảy không còn đường ra vào. Xong khi lũ rút đi, không ai bảo hay, mọi người cùng sắn tay, mỗi người một việc, giúp những hộ thiệt hại thu gom cá. Người thì đến những nhà có người mất để lo hậu sự, động viên họ để vơi bớt phần nào nỗi đau tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thống kê sơ bộ của thị xã Sapa, có 5 người chết, 7 người bị thương, 2 người mất tích chưa được tìm thấy. Trận lũ quét cũng khiến nhiều tuyến tỉnh lộ, đường huyện, xã bị sụt sạt hư hỏng. 61 trại cá hồi với 610 ao nuôi tại xã Liên Minh bị thiệt hại hoàn toàn. Ngoài ra còn có thiệt hại về hệ thống điện lưới và một số cơ sở vật chất khác. Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu về kinh tế khoảng 260 tỷ đồng. Xin được chuyển sang tin tức khác. Thưa quý vị, theo luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề sơ cấp, chi phí học nghề do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị dạy nghề. Tuy nhiên trên thực tế phần lớn người lao động không mặn mà với hình thức hỗ trợ này hàng ngày có hàng trăm người lao động đến với trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đa số người đến xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đều là lao động phổ thông nhưng khi được cán bộ của trung tâm tư vấn, định hướng học nghề, họ đều lắc đầu từ chối. Theo luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thất nghiệp trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề sơ cấp, chi phí học nghề do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả trực tiếp cho đơn vị dạy nghề. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động không mặn mà với hình thức hỗ trợ này mình cũng mình đi làm trợ cấp tốt nghiệp thì cũng được nhân viên ở đây tư vấn về dạy nghề và học nghề nhưng mình thấy nó chưa phù hợp với bản thân có thể là với một số người nữa bởi vì chưa mang tính cập nhật chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường việc làm trong cái thời gian học thì người ta vẫn phải ăn phải uống vẫn phải đi lại hoạt động và sinh hoạt cá nhân. Nhưng mà trong khi mà chỉ có hỗ trợ cái việc học việc thôi thì rõ ràng đấy là một cái là một cơ hội lặng nghề hơn. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến nay, số người có quyết định hỗ trợ học nghề là gần 30.400 người trên một năm, chiếm 4% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng, quyền lợi của người lao động cần được nhân rộng, hỗ trợ nhiều hơn, mức hỗ trợ học nghề miễn phí cần tăng theo thời gian, cho sát với điều kiện thực tế sẽ khuyến khích người lao động tham gia tích cực đầy đủ. Chúng ta chú trọng vào cái cái đào tạo và duy trì việc làm cho người lao động một cách bền vững, đấy. chúng ta không phải chỉ tập trung vào cái việc mà chị hỗ trợ là trợ cấp cho họ khi họ bị mất việc làm mà làm sao mà là các cái chính sách này này, các cái bảo hiểm thất nghiệp là phải hướng đến là đảm bảo cái việc làm cho doanh nghiệp và bảo đảm cái tay nghề cho người lao động. Thế thì các cái chi phí đào tạo tôi cho rằng là chúng ta vừa rồi thì cũng có cái đề án nhưng mà tôi cho rằng là vẫn được người lao động vẫn mong muốn có một cái chính sách mạnh mẽ hơn nữa các cái chính sách ngoài ra thì cũng cần phải có những cái chính sách hỗ trợ trực tiếp để mà khi người lao động mà mất việc làm thì họ là có cái điều kiện đặc biệt là tôi nghĩ là các cái chính sách về thu nhập tiền lương của người lao động. Được biết, hiện nay, mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng không quá 4,5 triệu đồng trên một khóa học. Tùy thời gian và mức phí quy định cụ thể của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp lao động tham gia khóa đào tạo nghề từ trên 3 tháng, căn cứ vào mức phí học phí của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định và căn cứ theo thời gian học thực tế, người lao động được hỗ trợ mức phí không quá 1,5 triệu đồng trên một tháng. Cuối chương trình là những thông tin về thời tiết. Theo dự báo chiều 16 tháng 9, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên Nam Bộ đều cần lưu ý mưa rông, có nơi mưa to đến rất to đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Chi tiết thời tiết từng vùng mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng khu vực phía Nam Đồng Bằng, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông, và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi đừng quên nhấn đăng ký kênh youtube báo lao động để cập nhật những tin tức mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại